Kính chào quý vị, rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay. Sau đây là một số tin tức nổi bật chúng tôi sẽ đề cập trong bản tin. Mời quý vị cùng điểm qua. Người dân đổ tiền vào gửi ngân hàng. Doanh nghiệp tìm giải pháp khi chi phí đầu vào chưa giảm. Thách thức cho kinh tế Nhật Bản trong làn sóng Covid-19 mới. Cũng từ ngày 22 tháng 8, đường sắt áp dụng chính sách giảm giá vé tàu 40% đối với hành khách mua vé cá nhân sang ngày đi tàu. Cụ thể, những hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 5 đến 9 ngày được giảm 5%, từ 10 cho đến 19 ngày được giảm 10%, từ 20 đến 29 ngày được giảm 20%, từ 30 đến 39 ngày được giảm 30% và từ 40 ngày trở lên được giảm 40%. Hành khách khi đổi trả vé sẽ chịu mức phí tương đương mức giá giảm, nhưng vé giảm 5 đến 10% phí đổi trả theo quy định hiện hành. Riêng với vé giảm từ 20% trở lên phải đổi trả trước giờ tàu chạy 72 giờ. Chính sách giảm giá này không áp dụng đối với loại chỗ giường nằm khoang 4 các tàu SE3, SE4, SE7 và SE8, không áp dụng đối với các đối tượng chính sách xã hội, vé khứ hồi bởi các đối tượng này có chính sách giảm giá riêng. Thưa quý vị, hệ thống thanh toán của Việt Nam đã được bổ sung thêm hơn nửa triệu tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm. Trong đó, riêng số tiền do người dân gửi vào hệ thống ngân hàng là gần 320.000 tỷ đồng. Cùng với xu hướng gia tăng của tổng phương tiện thanh toán, dịch COVID-19 được kiểm soát và lãi suất tiền gửi ngân hàng tăng trên diện rộng từ đầu năm đã khiến dòng tiền gửi của người dân và các doanh nghiệp chảy vào kênh gửi ngân hàng. Mức tăng số dư tiền gửi của người dân trong 6 tháng đầu năm nay đã cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021 và cao hơn 30% so với năm 2020. Tính bình quân, mỗi ngày người dân mang thêm gần hơn 1.700 tỷ đồng gửi vào ngân hàng. Thưa quý vị, ngành sản xuất thực phẩm thiết yếu đang gặp nhiều khó khăn cả đầu vào lẫn đầu ra khi nhiều nguyên liệu đầu vào chưa giảm theo xăng. Trong khi đó, sức mua ngày càng yếu, sản xuất đứng trước nguy cơ đình trệ. Các doanh nghiệp phải xoay sở đủ cách để vừa giảm chi phí sản xuất, giữ giá thành và tăng sức mua. Trong cơ cấu giá thành của ngành thực phẩm, hơn 50% là giá nguyên vật liệu, 30% là nhân công, xăng dầu chỉ chiếm khoảng 10%. Dù xăng dầu đã giảm, nhưng nguyên vật liệu đầu vào chưa giảm tương ứng, gây áp lực rất lớn đến giá thành. Chưa kể sức mua yếu, sức ép từ mục tiêu bình ổn thị trường của thành phố, buộc doanh nghiệp phải gồng mình chịu lỗ chờ thời. Chi phí về thức ăn chăn nuôi, rồi chi phí về logistics, rồi ngay cả những chi phí như là của công nhân, chi phí tiền lương công nhân, tất cả mọi thứ đều phải tăng hết. Do đó thì phải nói là thời điểm này nó là một cái sức ép với các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì mặc dù là cái chi phí đầu vào tăng cao làm giá thành tăng, nhưng nó lại hơi khó một cái chỗ là cái sức mua thị trường giai đoạn này lại cũng không tốt lắm. Tình hình sẽ khó khăn hơn khi các doanh nghiệp bắt đầu thực hiện kế hoạch dự trữ nguyên liệu để sản xuất hàng Tết. Trước mắt, các doanh nghiệp phải chủ động đàm phán mạnh mẽ hơn với các nhà cung cấp để có sự chia sẻ tốt hơn về giá, đồng thời tính toán nhiều giải pháp trong khi chờ chu kỳ giảm giá mới của nhà cung cấp. Không có tăng giá được. Mình chỉ bằng cách là gì? Là tối ưu hóa về chi phí sản xuất để bù lại, cũng như là cũng yêu cầu các nhà cung cấp là phải quay lại cái giá cơ bản chấp nhận được. Bây giờ chuẩn bị nguồn nguyên liệu như thế nào để tham gia bình ổn đối với doanh nghiệp là không lỗ, và người tiêu dùng thì giá không biến động cao để cho họ yên tâm trong vấn đề tiêu dùng. Theo các chuyên gia, thông thường thị trường phải có độ trễ nhất định để bước vào một chu kỳ giảm giá, đặc biệt là với nhóm ngành hàng đầu vào của thực phẩm, vốn không chỉ phụ thuộc vào sự biến động của giá xăng dầu. Nhiều giải pháp hỗ trợ hiện nay của thành phố kỳ vọng sẽ hạ nhiệt giá nguyên vật liệu, giúp doanh nghiệp yên tâm tập trung sản xuất hàng quả Tết. Sở Công Thương cũng đã triển khai nhiều cái giải pháp để mà hỗ trợ các cái doanh nghiệp để mà giảm cái áp lực tăng giá đến người tiêu dùng. Thì trong cái thời gian mà ngắn hạn thì Sở Công Thương cũng đã thực hiện nhiều cái giải pháp. Thứ nhất là đặc biệt là phối hợp vận động triển khai các cái hoạt động xúc tiến thương mại, là các cái chương trình là kết nối cung cầu hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, để mà giúp các doanh nghiệp là giảm cái chi phí trung gian trong cái lưu thông hàng hóa để mà giảm các áp lực tăng giá. Dự báo khoảng 1 tháng nữa thì thị trường nguyên vật liệu mới có sự điều chỉnh giá rõ rệt. Như vậy, các chính sách về giảm thuế phí nhập khẩu nguyên vật liệu, hỗ trợ vốn để doanh nghiệp chủ động dự trữ nguyên liệu cũng cần chuyển động đồng bộ để đảm bảo hiệu quả cho hoạt động sản xuất. Những thông tin về giá cả hàng hóa, tài chính, tiền tệ sẽ được cập nhật qua cụm tin vắn ngay sau đây.
Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, cuối tháng 7, Mỹ công bố kết luận sơ bộ gỗ dán từ Việt Nam nếu có lỗi sử dụng nguyên liệu là dán bóc nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ bị áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp. Và hiện Bộ Thương mại Mỹ DOC từ chối bản bình luận của gần 40 doanh nghiệp Việt Nam cho nội dung điều tra xem xét phạm vi sản phẩm. Lãnh đạo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho rằng, Bộ Công Thương và Chính phủ cần sớm tổ chức cuộc trao đổi với phía Mỹ, sẵn sàng mời cơ quan chức năng của Mỹ sang Việt Nam để tìm hiểu về quy trình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp ngành gỗ. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA vừa kiến nghị chính phủ xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ với dòng xe ô tô hybrid, còn gọi là dòng xe lai xăng và điện. Theo giới phân tích, thực trạng hạ tầng giao thông hiện tại của Việt Nam mới khả thi cho phát triển dòng xe hybrid là dòng có thể di chuyển quãng đường dài như ô tô chạy xăng, trong khi ít gây ô nhiễm môi trường, không đòi hỏi đầu tư lớn cho hạ tầng trạm sạc. Vì vậy, việc giảm thuế với dòng xe này là để có sự chuyển đổi hài hòa sang xe điện thuần. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng 22 tháng 8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.222 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 17 đồng so với cuối tuần qua, với biên độ cộng trừ 3%. Hiện nay, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng là 23.918 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.525 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ. Theo thông tin từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang công bố, giá xăng dầu được điều chỉnh cụ thể như sau. Mỗi lít xăng RON 953 giữ nguyên còn 24.660 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 hiện đang có giá là 23.720 đồng một lít cũng được giữ nguyên. Giá dầu diesel từ mức 22.900 đồng tăng thêm 850 đồng một lít. Giá sẽ điều chỉnh là 23.750 đồng một lít. Dầu hỏa cũng tăng từ mức 23.320 đồng một lít thêm 750 đồng một lít lên mức 24.070 đồng một lít. Riêng dầu mazut giữ nguyên 16.540 đồng một kg như trước. Thông tin từ Bộ Công Thương, giá xăng dầu trong kỳ vừa qua diễn biến có tăng, có giảm, nhưng xu hướng chung là tăng, nhất là dầu hỏa và dầu diesel tăng khá cao. Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin tài chính thị trường thế giới. Thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, tổ chức này đang phối hợp với Mỹ và Liên minh châu Âu EU nhằm vượt qua các rào cản để đưa các mặt hàng phân bón và lương thực của Nga trở lại thị trường thế giới. Phát biểu tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký Guterres cho biết, các chính sách trừng phạt Nga đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu nông sản và phân bón Nga và có một số rào cản cũng như khó khăn mà các bên cần vượt qua trong quá trình vận chuyển, đảm bảo an toàn và tài chính. Do đó, Liên Hợp Quốc đang phối hợp với Mỹ và EU để xóa bỏ những rào cản đó. Ông Guterres cũng cảnh báo, nếu nguồn cung phân bón không đủ trong năm nay, sẽ dẫn tới sự thiếu hụt nguồn cung lương thực vào năm sau. Do vậy, việc đưa lương thực và phân bón của Ukraine và Nga ra thị trường là yếu tố rất quan trọng để ổn định thị trường hàng hóa và hạ giá thành cho người tiêu dùng. Theo Liên Hợp Quốc, đến nay đã có hơn 650.000 tấn ngũ cốc và lương thực của Ukraine được xuất khẩu theo thỏa thuận giữa Kiev và Moscow với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Văn phòng Nội các Nhật Bản vừa thông báo, mặc dù tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này tăng 2,2% trong quý 2 năm nay, song các nhà phân tích cho rằng nền kinh tế thiếu động lực và sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong tương lai. Cụ thể, mức tăng này thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Dữ liệu chính thức cho thấy tăng trưởng của Nhật Bản trong quý 2 hoàn toàn dựa vào nhu cầu tiêu dùng trong nước, lĩnh vực đóng góp 0,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, giới phân tích Nhật Bản nhận định, tiêu dùng cá nhân trong quý 2 vẫn chỉ tăng trưởng chậm chạp và không có sự phục hồi như mong đợi. Trong khi đó, Nhật Bản đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 7. Quốc gia này đã ghi nhận thêm gần 1.400.000 ca mắc mới. Mặc dù chính phủ nước này không có các biện pháp hạn chế hoạt động kinh tế, nhưng hoạt động tiêu dùng vẫn bị ảnh hưởng cho tâm lý của người dân. Thêm vào đó, nền kinh tế đang thiếu hụt lao động trầm trọng khi có hàng trăm ngàn người mắc COVID-19 và bị cách ly tại nhà. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các nhà máy và làm trầm trọng thêm những nút thắt trong nguồn cung. Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng, nguy cơ kinh tế Mỹ suy thoái có thể làm xấu đi môi trường tăng trưởng của kinh tế thế giới nói chung. Mới đây, Văn phòng Nội các Nhật Bản đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế cho tài khoá 2022 kết thúc vào tháng 3 năm 2023 từ 3,2% xuống 2% do rủi ro suy thoái của Mỹ có thể gây ra thách thức lớn cho nền kinh tế toàn cầu. Thưa quý vị, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc vừa công bố các số liệu cho thấy ngành sản xuất thiết bị bán dẫn của nước này đã ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc cao nhất trong 2 thập kỷ qua. Hiện Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc kể từ năm 2003 đến nay. Cụ thể là tỷ trọng thiết bị bán dẫn trong tổng xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc hiện chiếm tới 39,7%, tăng 12,4 lần so với con số chỉ 3,2% ghi nhận vào năm 2000, tức cách đây 22 năm.
Cũng theo số liệu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc, thiết bị bán dẫn đứng thứ ba trong danh sách các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc sang Trung Quốc, đứng sau máy móc có độ gia công chính xác cao và hóa chất tinh khiết, nhưng vượt mặt hàng thủy tinh và hóa dầu. Cách đây 20 năm, các mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Hàn Quốc sang Trung Quốc thường là gỗ, da giày, hóa dầu và linh kiện điện tử. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.